quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hơn 471.000 tỷ đồng thu ngân sách là con số ấn tượng của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 nhờ nhiều chính sách hỗ trợ nuôi dưỡng nguồn thu. Cơ hội mới cho hạt gạo Việt Nam tại vùng vịnh khi nhiều nhà nhập khẩu đang tìm cách đa dạng hóa những nguồn cung. Cách đây 50 năm, Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết, đánh dấu bước tiến quan trọng để Việt Nam đi đến hòa bình và thống nhất đất nước. Nhân dịp đầu xuân năm mới, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội. Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những nỗ lực đóng góp, sự tâm huyết, sáng tạo của các đại biểu Quốc hội chuyên trách và không chuyên trách cùng các cán bộ, công chức, Văn phòng Quốc hội. Nhờ đó, Quốc hội khóa 15 đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực về lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đáng chú ý, công tác dân nguyện, đối ngoại, thông tin truyền thông và công tác tham mưu phục vụ hoạt động của các cơ quan dân cử Hội đồng Nhân dân các cấp đều có những khởi sắc. Nhấn mạnh ý nghĩa rất quan trọng của năm 2023, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của cả nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của cả nước. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm chúc Tết lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành kiểm toán nhà nước. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm nay Việt Nam có thể thu hút 36 đến 38 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng khoảng 30 đến 37% so với năm ngoái. Ba yếu tố quan trọng để thu hút FDI tiếp tục khởi sắc gồm kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2022, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập niềm tin với nhà đầu tư và khai thác có hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Kết quả khảo sát do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện cho thấy có 76% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả ở mức trung bình và cao của các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Trong đó, các chính sách được đánh giá hiệu quả nhất trong thu hút FDI là miễn giảm thuế VAT, chính sách về bình ổn giá xăng dầu, chính sách xuất nhập khẩu và hỗ trợ người lao động. Ngày đầu làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chúng ta cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh và cùng nhìn lại trong năm qua, năm 2022, thu ngân sách của thành phố với con số ấn tượng đạt hơn 471.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này có được là ngoài việc các doanh nghiệp chủ động vượt khó, thì ngay từ đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người nộp thuế, nuôi dưỡng nguồn thu, đặc biệt là tăng cường các giải pháp chống thất thu ngân sách. Năm 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng doanh nghiệp thực phẩm này có mức tăng trưởng khá cao. Bởi doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng chính sách giữ chân người lao động để duy trì thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong nhiều năm vừa qua thì chúng tôi cũng đầu tư vào cái việc mà chế biến chuyên sâu, cho nên là chính những yếu tố đó làm cho cái tăng trưởng của chúng tôi năm 2022 vừa rồi lên khoảng 25%. Năm 2022, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ là thu hơn 270.000 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã tập trung các giải pháp chống thất thu thuế, trong đó ra soát và đôn đốc các cá nhân nộp thuế có thu nhập nhiều nơi, kiểm soát các hoạt động thu thuế chuyển nhượng bất động sản, các hoạt động thương mại điện tử, đồng thời thực hiện các biện pháp thanh tra kiểm tra, chống chuyển giá và đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế nợ động. Đến cuối năm, thu ngân sách của Cục Thuế vượt hơn 65.000 tỷ đồng. Kết thúc năm 2022 thì thu nội địa đã thu được 335.000 tỷ. Đấy và vượt so với dự toán được giao là 24,2%. Đấy và vượt so với cùng kỳ năm 2021 là 24,9%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh năm nay đạt hơn 143.000 tỷ đồng, đạt hơn 122% so với dự toán và tăng hơn 20% so với cùng kỳ.
Đây là con số kỷ lục khi hải quan hoàn thành và vượt số thu trước 2 tháng. Chúng tôi cũng tăng cường cái công tác đảm bảo an ninh chính trị về mặt trận kinh tế, cũng như là cụ thể đó là công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, để mà tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và tuân thủ và chấp hành pháp luật tốt, nhưng cũng cương quyết xử lý đối với doanh nghiệp lợi dụng để mà chuyển tải bất hợp pháp, rửa tiền cũng như là chuyển đổi giá, giả mạo về xuất xứ hàng hóa hàng nhái. Theo đánh giá, lý do để Thành phố Hồ Chí Minh vượt thu ngân sách hơn 23% là nhờ có nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách, thanh kiểm tra có trọng tâm và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kim ngạch xuất khẩu tăng, huy động vốn của ngành ngân hàng cũng tăng cao, đã minh chứng cho sức khỏe doanh nghiệp và khả năng hấp thụ của nền kinh tế. Kết quả cũng là tiền đề để năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh có thể hoàn thành được dự toán thu ngân sách trung ương giao là 469.000 tỷ đồng, tăng khoảng 80.000 tỷ đồng so với năm 2022. Năm 2022 vừa qua, thị trường gạo chứng kiến nhiều biến động. Ấn Độ đánh thuế 20% với nhiều loại gạo xuất khẩu, sản lượng gạo của Pakistan thì chịu ảnh hưởng nặng nề từ lũ lụt. Điều này đang khiến nhiều nước phải ý thức lại về an ninh lương thực. Ở vùng vịnh, gạo hay trước đó là lúa mì vẫn được xem là mặt hàng cơ bản, hiện phải đối mặt với nguy cơ khan hiếm trở lại. Nhiều nhà nhập khẩu gạo tại vùng vịnh đang tìm cách mở rộng những nguồn cung mới, trong đó có Việt Nam. Ghi nhận của các phóng viên truyền hình Việt Nam từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Jebel Ali, khu cảng nước sâu nhân tạo lớn nhất thế giới tọa lạc tại Dubai. Nằm ở điểm kết nối ba châu lục Á, Âu, Phi, với không ít những nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, đây được xem là cửa ngõ tiến vào các thị trường vùng vịnh và cả Trung Đông châu Phi. Ấn Độ chiếm tới 40% thị phần xuất khẩu gạo của cả thế giới. Thông thường từ tháng 11 cho tới tháng 2 năm sau là khoảng thời gian cao điểm của xuất khẩu gạo Ấn Độ. Vậy nhưng năm nay, như cơ sở này đã phải cắt giảm công suất khi các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ đang chịu quá nhiều sức ép. Ấn Độ đánh thuế 20% đối với các loại gạo ngoài basmati. Cùng lúc lũ lụt tại Pakistan cũng khiến sản lượng gạo sụt giảm. Thị trường gạo năm 2023 gần như chắc chắn sẽ nóng hơn, khi các quốc gia đang có xu hướng tích trữ trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất định. Giá gạo Ấn Độ hiện đã được xoa dịu nhờ đồng rupee yếu và phí vận tải đã giảm hơn một nửa so với giai đoạn cao điểm đứt gãy chuỗi cung ứng. Nhưng với các nhà nhập khẩu gạo Ấn Độ, bài học từ nỗi lo thiếu lúa mì sau chiến sự Nga-Ukraine khiến việc đa dạng hóa những nguồn cung gạo trở thành một nhu cầu. Chúng tôi hiện đang chuyển hướng nhập khẩu nhiều hơn gạo từ Việt Nam và Thái Lan. So về giá, những nơi này đã cạnh tranh hơn trước. Sẽ là một thị trường gạo sôi động trong năm 2023. Hiện Trung Đông là thị trường nhập khẩu gạo hàng đầu của Ấn Độ. Đang có những cơ hội mới cho gạo Việt Nam. Nhưng để gạo Việt Nam thực sự tìm được chỗ đứng tại thị trường này, sẽ vẫn còn những điều phải làm. Ấn Độ hiện đang xuất khẩu rất nhiều chủng loại gạo. Cần nhớ là mỗi khu vực lại có những khẩu vị với gạo rất khác nhau và thói quen tiêu dùng khác nhau. Tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu Việt Nam cũng canh tác và xuất khẩu nhiều hơn các chủng loại gạo để đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Ấn Độ và các quốc gia Nam Á trồng lúa về cơ bản chỉ một vụ thôi, từ tháng 6 cho tới tháng 10 hàng năm. Các lệnh hạn chế xuất khẩu gạo Ấn Độ được cho sẽ còn duy trì ít nhất là cho tới vụ mùa năm sau. Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ vì thế đang phải lên những kế hoạch dự phòng cho riêng mình. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra rằng khâu sản xuất thô chỉ chiếm 12-13% giá trị của các sản phẩm nông nghiệp. Như vậy, hơn 80% còn lại nằm ở những khâu sau thu hoạch. Nếu khai thác được hết, Việt Nam có thể hình thành nền kinh tế nông nghiệp, đủ sức tạo ra sự phát triển bền vững, ngay cả trong điều kiện bất lợi hay biến động. Nông nghiệp đa giá trị là hướng đi của tương lai. Câu chuyện trên đỉnh Suối Giàng, tỉnh Yên Bái. Hàng trăm gốc chè cổ thụ ở đây đã được đánh thức. Từ việc chỉ biết đến chè xanh như một thức uống thông thường, thì nay nhiều bà con người Mông ở Suối Giàng đã trở thành những sứ giả cho một giá trị mới. Người tạo ra sự thay đổi này là anh Đào Đức Hiếu. Rời bỏ một công việc ở thành phố,
3 năm nay, anh Hiếu đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Từ sự hướng dẫn của anh, lần đầu tiên đồng bào Mông biết rằng vẫn cây trà cổ thụ trăm năm đó, nhưng cách thu hái khác nhau thì sẽ chế biến được các sản phẩm trà khác nhau, đem lại giá trị cao gấp từ 10 đến 15 lần so với trước. Sau khi nghe anh Hiếu nói chuyện và hướng dẫn thì tôi và bà con ở suối Giàng này cũng thay đổi tư duy. Một cây chè tạo ra 2 sản phẩm, đều ngon nhưng mà đều quý. 1 kg bạch trà có giá lên tới 12 triệu đồng. Trà càng để lâu càng quý, càng tăng thêm giá trị. Cũng vì thế mà người suối Giàng giờ có thể tự hào khi trà của bàn đã xuất hiện trong khách sạn 5 sao, nhà hàng cao cấp, sân bay. Sau khi đi hơn 30 quốc gia và thấy rằng ở mỗi một quốc gia có trà, nhất là trà cổ thụ, thì họ có những cách làm rất đặc biệt. Gần 10 vùng trà cổ thụ khác nhau tại Việt Nam. Có lẽ suối Giàng là nơi đủ điều kiện nhất để có thể làm được một sứ mệnh, đó là thay đổi con đường trà Việt. Khát vọng của anh Hiếu là làm sao để những đứa trẻ Mông này, chủ nhân tương lai của đỉnh núi, sẽ phải hiểu về trà, biết nói với thế giới về trà của bản mình. 2 năm nay, lớp học chia sẻ luôn rộn ràng. Cứ nghĩ đến cái cảnh mà những đứa trẻ ở trên đỉnh núi nghèo được kết bạn với những đứa trẻ ở thủ đô, con đường tiếp cận tri thức không còn là xa nữa. City Ocean Snow Santi Suối Giàng. Welcome to Suối Giàng to enjoy special tea. Trà Suối Giàng đã mở ra những khát vọng thay đổi cho nhiều thôn bản của Tây Bắc. 500 loại cây dược liệu, hàng trăm nông sản đặc hữu, vốn tri thức bản địa là những điều hiếm có. Tây Bắc với khát vọng trở thành trung tâm dược liệu, trung tâm sinh thái, trung tâm chữa lành của thế giới chính là con đường để nhiều giá trị Việt được đánh thức. Câu chuyện ở Yên Bái đã cho thấy các địa phương ngày càng hướng đến một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Giờ đây người dân còn khai thác những giá trị gia tăng từ nông nghiệp, kết hợp văn hóa, du lịch để tạo nên một điểm đến thu hút du khách. Nếu như trước đây nói đến nông nghiệp, giới trẻ có vẻ ít mặn mà, nhưng nay thì khác, nông nghiệp ngày càng có sức hấp dẫn người trẻ. Họ tiếp nối các thế hệ đi trước với khát vọng trở thành nông dân triệu đô, đưa Việt Nam trở thành quốc gia lớn mạnh về nông nghiệp. Sở hữu hơn 1.000 hecta đất nông nghiệp, ông Huy được xem là đại diện cho một thế hệ nông dân lái xe hơi thăm đồng. Bố con ông Huy đã và đang cụ thể hóa một khát vọng trở thành những nông dân triệu đô. Luôn ở trong tâm thế khởi nghiệp nông nghiệp là cách để tìm ra những hướng đi mới, những giá trị mới. Nông sản của mình là coi như là thức ăn, là thực phẩm. Dù khó khăn cách mấy nữa, người ta cũng không thể bỏ được. Bây giờ này tôi nghĩ làm sao mà khai thác hết phần còn lại của trái chuối. Ví dụ nó vẫn có những cái nghiên cứu mà người ta dùng cái thân cây chuối này sau khi thu hoạch rồi đó, mới dùng cái tạo bẹ chuối này mới làm thành những cái sản phẩm gọi là thủ công mỹ nghệ. Hay là trái chuối khi nếu mà xuất khẩu trái tươi thì thế nào nó có những cái trái mà không đạt chuẩn thì mình đem chế biến, mình sấy rồi mình đông lạnh, mình làm tinh bột. Nếu mà chúng ta khai thác tất tần tật cái giá trị sản phẩm thì nó sẽ nổi như đó, nó đủ bùng nổ, và khi mà đã làm có lời thì nó sẽ phát triển. Mấy con tôi vẫn đi trước hơn tôi nhiều lắm. Tôi nhiều khi tôi còn thắng lại bớt thôi, chứ mấy bạn kia là nó đi còn nhanh hơn nữa. Thuận, con trai ông Huy, giờ đã có thể quản trị một ngành hàng thay cho bố. Năng lượng của một người trẻ đang tạo ra những đột phá cả về tư duy và hành động. Thì cái con đường Thuận muốn tạo ra cái thị trường khó tính nhất. Thứ nhất là để cho anh em trong công ty là để va chạm cái khó nhất. Thì khi những cái nào dễ hơn thì hiển nhiên là mình được thông qua. Mình làm cũng được 5 năm về những cái tạo ra phương hiệu Fola. Thuận cũng hy vọng là mình cũng sẽ có một cái tên ở trong cái bản đồ của trái cây nông nghiệp thế giới. Lúc nào cũng tự tin. Tự tin vì biết đó là lợi thế quốc gia. Hiểu về lợi thế
thì sẽ biết cách làm cho lợi thế trở thành sức mạnh. Con đường nông sản năm 2023 sẽ là năm của những khát vọng vươn tầm. Một thế hệ nông dân triệu đô sẽ cùng Việt Nam cất cánh. Trong phần tiếp theo của bản tin, cách đây 50 năm Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết, đánh dấu một bước tiến quan trọng để Việt Nam đi đến hòa bình và thống nhất đất nước. Du lịch dịp Tết Nguyên đán tăng trưởng mạnh, những tín hiệu khởi sắc đầu năm sẽ là động lực lớn để du lịch Việt Nam bứt phá và phát triển. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, cách đây 50 năm, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, gọi tắt là Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết, kết thúc cuộc đàm phán dài nhất trong thế kỷ 20 với 202 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng Việt Nam, Hoa Kỳ. Cuộc đàm phán gần 5 năm để đi đến ký kết hiệp định buộc Mỹ phải rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam. Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng, có tính quyết định để Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Đoàn đàm phán Hiệp định Paris về nước được chào đón nồng nhiệt từ sân bay Gia Lâm. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng đông đảo người dân đón cố vấn Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh trở về từ Paris trước thềm Xuân Quý Sửu. Chúng ta đã thực hiện một cái chiến lược quân sự thiên tài của lãnh tụ Hồ Chí Minh, thực hiện theo hai bước: đánh cho Mỹ cút. Bác nói thắng Mỹ là bằng cách đuổi Mỹ ra để thắng, thậm chí trải thảm đỏ cho Mỹ ra. Mà khi Mỹ đã đi rồi thì tương quan lực lượng thay đổi. Ký hiệp định Paris, Mỹ chấp nhận lùi một bước nhưng vẫn tiếp tục cố giữ cho chính quyền Sài Gòn không sụp đổ. Trại David nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất là nơi các nhà ngoại giao chuyển sang đấu tranh yêu cầu thi hành hiệp định. Tại đây, trong 823 ngày đêm, hai đoàn đại biểu quân sự Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam buộc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải thi hành nghiêm chỉnh hiệp định. Cái vấn đề quan trọng số 1 của chúng ta là làm sao đấu tranh buộc phía Mỹ đấy rút toàn bộ quân Mỹ, quân chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng 60 ngày. Thế và ta tiến hành cái việc trao trả tù binh, chủ yếu là phi công ở miền Bắc. Đấy là một. Cái thứ hai là trao trả các tù của ta bị chính quyền Sài Gòn giam giữ. Trong cái trao trả tù binh thì có hai nhân vật, đồng chí Trương Tấn Sang và có bà Võ Thị Thắng. 50 năm kể từ ngày Hiệp định Paris được ký kết, bức ảnh hai người lính, chiến sĩ quân giải phóng và người lính Sài Gòn chụp bên lề sự kiện trao trả tù binh tại Quảng Trị vừa được công nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Đây không chỉ là giải thưởng hay danh hiệu, mà quan trọng hơn là tư tưởng nhân văn của người Việt trong tầm vóc của chiến thắng chính nghĩa. Anh lính Sài Gòn, anh rất vui, anh bảo, anh nhà báo anh chụp cho em với anh giải phóng một kiểu ảnh. Chụp xong rồi tôi cảm thấy phấn chấn trong người lắm. Bởi vì những lính Sài Gòn không muốn cầm súng nữa và họ lại có thiện cảm với những người lính miền Bắc. À, cái điều đó làm cho tôi nghĩ rằng là thống nhất thì sẽ đến dần. Hiệp định được ký kết, sau đó là 823 ngày đêm đấu tranh buộc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải thi hành nghiêm chỉnh hiệp định, đã hoàn thành sứ mệnh của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày mà chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một đã trở thành hiện thực. Từ đây chấm dứt hơn 100 năm bị nước ngoài chiếm đóng và chia cắt. 5 năm đàm phán Hiệp định Paris là 5 năm những người bạn Pháp và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nhiệt tình hỗ trợ hai đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đó là những nhân tố góp phần vào thắng lợi về chính trị và ngoại giao nhân dân. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ Cộng hòa Pháp. Tại Pháp có một quảng trường nhìn ra sông Sen mang tên Quảng trường Hiệp định Paris. Trong thời gian diễn ra đàm phán bốn bên tại Paris, đoàn đàm phán Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chọn thành phố nhỏ Sorgues-le-Roi làm nơi ở và làm việc. Đảng Cộng sản Pháp đã tạo điều kiện cho đoàn đàm phán có chỗ ở và làm việc thuận lợi nhất, an toàn nhất có thể. Chính quyền và người dân Sorgues-le-Roi nhiệt tâm hỗ trợ phái đoàn Việt Nam, thay nhau đảm bảo an ninh, phục vụ hậu cần cho phái đoàn. Ở mọi giai đoạn, chúng tôi đều luôn luôn ủng hộ Việt Nam. Có người hỏi tôi, vì sao bà lại làm những việc như thế vì Việt Nam? Bà có người thân ở Việt Nam sao? Tôi trả lời là vâng, tôi coi Việt Nam như gia đình tôi vậy.
Hội Liên hiệp Việt Kiều tại Pháp lúc đó chủ yếu là sinh viên và công nhân cùng nhóm người Pháp râu rể Việt Nam và các hội đoàn người Pháp đã tham gia nhiều hoạt động ủng hộ đoàn đàm phán. Các bạn sinh viên Pháp, những sinh viên các nước khác, họ xem Việt Nam mình là một tuyệt vời. Thì họ sẵn sàng ủng hộ tất cả những sinh viên Pháp, những sinh viên tiến bộ của Pháp ấy, thì họ sẵn sàng ủng hộ. Mình nhờ họ làm cái gì, họ đều tham gia. Và họ làm luôn cả một cái đội, lúc đó là cái công đoàn CGT đó mà. Thì họ rất hoàn toàn ủng hộ. Họ làm luôn cái nhiệm vụ là bảo vệ cho những cái buổi họp báo, những buổi sinh hoạt của Hội Nghị Nhậm Thể Pháp. Một số sinh viên Việt Nam đang học tại Pháp lúc đó còn tham gia gián tiếp cả vào giai đoạn đàm phán bí mật. Lúc đó là trong nước gửi qua hàng sắp những cái tài liệu về mỗi người tù nhân chính trị bị bắt ở Côn Đảo hay bị ở Phú Quốc, thì là trên cái tài liệu đó thì là có tên lý lịch của mỗi anh chị rồi công tác hay là thành tích của mỗi anh chị tại sao bị bắt, thì tôi dịch cái đó, dịch từng trang, từng tài liệu như vậy từ tiếng Việt qua tiếng Pháp. Hội Liên hiệp Việt Kiều và những người bạn Pháp đã đồng hành với hai đoàn đàm phán trong suốt 5 năm, đồng thời tổ chức các hoạt động giúp dư luận Pháp hiểu rõ hơn về bản chất cuộc chiến tranh, cho tới khi Hiệp định Paris được ký kết tại đây, mang lại hòa bình cho Việt Nam. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Paris, Cộng hòa Pháp. Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Dịp Tết Nguyên đán năm nay là cơ hội lớn cho ngành du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ. Thông tin chi tiết có trong cụm tin sau đây. Trong dịp Tết, Hà Nội đã đón hơn 330.000 lượt du khách, trong đó có 32.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Lượng khách lưu trú đến từ các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Pháp. Trong số 300.000 khách nội địa, thì phần lớn là người dân thủ đô đi du xuân đầu năm. Ước tính tổng lượng khách tham quan du lịch đến thành phố Đà Nẵng đạt khoảng 227.000 lượt. Tại Thừa Thiên Huế, từ mùng 1 đến mùng 3, rất đông du khách tham quan miễn phí các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế, đồng thời thưởng thức một số hoạt động cung đình và các chương trình vui Tết tại khu vực trước Ngọ Môn và bên trong Đại Nội. Lượng du khách lưu trú tại Huế tăng khoảng 150% so với Tết năm ngoái. Đường hoa Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, lập kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua. Theo ban tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đã mở cửa toàn bộ, không có xếp hàng, không hạn chế số lượng người tham quan trong cùng một thời điểm, tạo điều kiện cho người dân và du khách đi lại thuận lợi. Sau 8 ngày hoạt động, đường hoa Nguyễn Huệ đã đóng cửa lúc 9 giờ tối qua. Tối qua ngày 26 tháng 1, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã tổ chức lễ đón bằng công nhận lễ hội Cổ Loa là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ngày chính hội Cổ Loa là hôm nay, ngày 6 tháng Giêng, tương truyền đó là ngày vua Thục An Dương Vương lên ngôi. Lễ hội Cổ Loa không chỉ của một làng, mà là lễ hội chung của bát xã Hộ Nhi xưa kia. Có sự tham gia của nhiều làng gắn liền với một không gian lịch sử, văn hóa của thời kỳ nhà nước Âu Lạc. Và ở phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Và bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Để theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!